Mời bạn đến với podcast Tin Thầm ngày hôm nay với chủ đề 10 bí mật phòng the chàng có vợ cần biết. Đây là podcast Tin Phong được đọc bởi AI. Đã có vợ vài năm, song bạn vẫn say tìm đọc chủ đề sex rất tuyệt bởi kiến thức về sinh hoạt thầm kín vợ chồng hết sức phong phú và liên tục đổi mới. 1. Nụ hôn, thành phần quan trọng của một cuộc sex mỹ mãn. Nụ hôn tăng nồng độ oxytocin, hormone tình yêu, gắn bó, gần gũi, đồng thời giảm thiểu nồng độ cortisol, hormone stress. Quan trọng nhất, nụ hôn khơi gợi hưng phấn, dẫn dắt đến nhu cầu đồng nhất hai cá thể. Kết quả nghiên cứu cho thấy, gần 50% đàn ông có thể sex không cần nụ hôn, trong khi tỷ lệ này trong phái đẹp dưới 15%. Thế nên, người tình mẫu mực không tiết kiệm nụ hôn. 2. Không lập tức lao đến điểm C. Người am hiểu đều biết, điểm C clitoris đóng vai trò cực quan trọng với cực khoái phái đẹp. Gần 75% phu nhân thừa nhận kích thích điểm C trong thời gian hòa nhập là nỗ lực cần thiết để thụ hưởng cực khoái hoặc cực khoái tuyệt hơn. Tuy nhiên, trước khi lân la đến địa chỉ này, dứt khoát phu quân phải qua thời gian nhất định, tối thiểu mùng 7 tháng 10 phút, mân trấn, vuốt ve các địa bàn nhạy cảm khác trên cơ thể người đẹp. 3. Khoảng 20 phút khởi động. Đa số phu nhân chia sẻ, thi thoảng có hứng với sex chớp nhoáng, song gần như tất cả đều nhất trí, cơ hội vươn tới cực khoái lớn hơn hẳn. Nếu trước hòa nhập có thời gian khởi động vừa đủ, thực tế được khẳng định qua nhiều nghiên cứu, đa số phu nhân cần khúc dạo đầu khoảng 20 phút để có cực khoái. Cũng may, ngày càng nhiều phu quân hiểu thực tế, sex không chỉ gói gọn trong công đoạn hòa nhập. 4. Chịu khó lắng nghe. Khi chủ động lắng nghe, bạn sẽ biết phu nhân đang nghĩ gì, nàng thích gì và không thích gì. Ở đây có thể cả vấn đề không liên quan đến sex. Chủ động lắng nghe và tích cực thực hành những gì nghe được sẽ kéo hai người gần nhau hơn. Một khi phu nhân cảm thấy chàng nghiêm túc lắng nghe, nàng cũng xích lại gần hơn. 5. Liên tục đổi mới. Làm mới trên giường ngủ là con đường hoàn hảo dẫn phu nhân leo đỉnh. Người đẹp rất dễ có cực khoái nếu mày râu liên tục đổi mới cách thức chiều nàng. 6. Đáp ứng kịp thời những tín hiệu không lời. Dù chung sống hàng chục năm, trong sinh hoạt thầm kín các phu nhân vẫn rất kiệm lời. Chủ yếu họ sử dụng ngôn ngữ cử chỉ. Phu quân thông thái là mày râu giải mã và đáp ứng kịp thời nhu cầu người đẹp ngay thời khắc đó. Thí dụ, nàng kéo tay bạn vào phòng ngủ, đó là tín hiệu em đang muốn yêu, hoặc nghe nhịp thở hỗn hỉnh, đều đều, ấy là nàng đang khoái. Ngược lại, nếu nghe tiếng thở dài hết phim, nàng thất vọng. 7. Nói thật nguyện vọng bản thân. Nhạy cảm đời thường, song người đẹp lắm khi không đọc được những gì mày râu cất trong đầu lúc sinh hoạt thầm kín. Thế nên, thay vì to tiếng phản ứng về hành vi của nàng, bản thân không thích, hoặc tệ hơn, khổ sở tự chôn trong bụng, hãy thủ thỉ bộc bạch và khuyến khích nàng thay đổi. Thí dụ, anh rất thích em cào tay vào lưng lúc chúng mình yêu nhau, song tuyệt hơn nếu em nhẹ tay một chút. 8. Hãy tạo cho nàng niềm tin, nàng cực sexy. Đàn ông bồng bềnh bằng mắt, đàn bà bằng tai. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh nàng nhiệt tình và đằm thắm hơn nếu thường xuyên được nghe những lời có cánh từ mày râu. Thế nên hãy chăm khen nửa thứ hai, em thật hấp dẫn. Lại đây, quả bom sex của anh. 9. Phấn đấu để vợ có cảm giác thú vị, thoải mái. Thay vì tập trung phấn đấu nhâm nhi cực khoái, mỗi lần chiều vợ, mày râu nên đặt mục tiêu phấn đấu để nàng có cảm giác thật sự thú vị và thoải mái. Vùng nhạy cảm lớn nhất ở người đẹp là tri giác của nàng. Vì thế hãy quan tâm và làm tất cả những gì có thể để vợ hiểu, anh đang ở bên em và sẵn sàng thỏa mãn mọi nhu cầu của em. 10. Không có gì e ngại. Phu nhân đã thụ hưởng cực khoái, nàng có hứng với cuộc vui tiếp theo. Bằng lời nói và hành động, hãy cam kết với nàng, anh lúc nào cũng sẵn sàng mang lại niềm vui cho em.